Wow, các bác ơi, em Hiền vừa về được một lô micro hàng siêu lướt luôn các bác này. Đấy, tất cả tay này của nó là zin Dead 100% luôn các bác nhá. Tay zin nguyên bản luôn. Đấy, có một cái điều là nó tuyệt vời ở chỗ là nó tất cả đều sử dụng dòng côn cool M8. Có gia tốc, có tự ngắt, cảm biến chống rơi, cảm biến chống sốc đầy đủ. Và ở đây thì em Hiền có một bộ em để cho các bác với giá chỉ có 800 nghìn thôi. Còn những bộ ok, những cái bộ nét nẹt em sẽ để cho các bác với giá chỉ có hơn 1 triệu một bộ. Tất cả các bác chúng ta theo dõi video này nán lại một đôi chút để xem bộ micro này thật sự có hay như em Hiền đã giới thiệu hay không các bác nha. Bộ này khi test tiếng lên các bác mà không ưng ý thì nói thật các bác là mang tặng cho nó sướng. Chứ thật ra cũng không nên bán làm gì. Một trong những dòng micro được mệnh danh là siêu nịnh tiếng, đấy hát nhẹ tiếng bay. Bởi vì bản chất những dòng côn bay ơ ừ, thì nó đã sướng rồi các bác ạ. Nhưng đối với lại dòng côn neo M8 thì nó lại còn sướng hơn. Đấy, ở bên ngoài thị trường có gì có rất nhiều các loại côn neo M8 hàng ngoài. Đấy, chất lượng âm thanh nó chỉ được tầm khoảng 7 phần, 8 phần so với lại hàng xịn như thế này thôi. Và với bộ micro này, đấy, hàng dự phòng của phòng hát dùng được rất là ít cho nên là tay chân của nó đã còn đẹp được như thế này thì các bác thấy có ok hay không? Quá ok luôn chứ vậy không phải là ok nữa. Và anh em ai thích lên tay da cá này. Đây, đây là độ các bác nhá độ hẳn lên tay CNC hợp kim nhôm da cá. Các bác chỉ thêm cho em Hiền có một tí xíu tiền thôi. Các bác thích tay trơn thì các bác lấy tay nguyên bản. Còn các bác thích lấy tay à, độ à, Lên rọi inlock này đây, Lên tay CNC ra cá 3D này Và các bác nhìn đây này, này Đấy, Tất cả của nó đầu thu là Top Ride right này K5000 và Vedermix M3, M3 M3 Top Ride right K5000 M3 M3 <laughs> đó Và tất cả những cái này của nó thì là như nhau hết các bác nhá Nó đều là bay ơ xịn cả thôi Và với dòng này thì các bác biết rồi Mặt của nó màu trắng ngà Đấy, Mặt à, trắng ngà voi À, thiết kế rất là đẹp rất là sang trọng và dòng này của nó được mệnh danh là ông vua phòng hát chính vì vậy mà đối với phân khúc gia đình thì các bác hát bộ này thì nó quá là ổn áp nó quá là ok luôn tất cả mặt mũi của nó còn sạch đẹp tinh tươm hết các bác nha và với những bộ micro như thế này thì chắc chắn một điều nó rẻ hơn cả những bộ micro chợ rẻ hơn cả những bộ micro hàng nhái hàng kém chất lượng ở bên ngoài thị trường nhưng những bộ micro này nếu như mà hàng chính hãng hàng xịn của Bayer Vermix thì các bác biết rồi giá mới của nó tầm khoảng 7-8 triệu một bộ nếu như mà các bác mua bên nước ngoài và ngày hôm nay tại sao một bộ micro đẹp như thế này mà em chỉ bán cho các bác với giá hơn triệu các bác cứ đợi em hiền tí test xong đấy đâu vào đó em hiền sẽ cho các bác nghe qua về cái đẳng cấp và cái chất lượng của nó luôn đấy, bộ micro này thì em đã bật sẵn các bác nhá ra tốc có này các bác nhìn này đấy, ra tốc này rơi thoải mái không chạm đất không bao giờ có tiếng luôn các bác nhìn thấy không đấy, và trong quá trình sử dụng này các bác để xuống tới à, bàn này À, trong vòng tầm khoảng 3 giây bây giờ vẫn có tiếng nha đấy bây giờ mất tiếng các bác này các bác chỉ cần đụng vào đấy tác động vật lý màn hình nó sáng lên nó lại thu tiếng vào à, tức là gia tốc tự ngắt cảm biến chống rơi chống sốc có tất chút chít luôn sáu bảy tiếng nó quá đẹp các bạn lâu lắm giờ rồi đi nhặt được một lô mà bảy tám bộ mít thôi nhưng mà tiếng của nó thầy nói dường hai từ là quá đã sáu bảy đôi mắt em đừng nhìn ta nữa Và đôi vai em đừng cho lặng lỡ 6, 7, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 bạn, Tiếng qua hay, hỗ trợ hù rít quá tốt luôn Và cho các bác xem qua về con này Đấy, Tay chân của nó là nguyên bản Đã nguyên bản thì hơi hơi có một tí xuất sát thôi còn đến tầm khoảng 90% các bác nha 90% Ruột gan cũng như là côn kia các thứ của nó còn nét nẹt luôn các bác ạ Thật sự lô này của nó thì Em quá tâm đắc luôn Tại sao mà Ở bên phòng hát bên nước ngoài Mà nó còn giữ gìn được Đến mức độ như thế này các bác à, Nó quá đẹp Và đây chính là cái nội thất ruột gan của nó đây các bác à, Tất cả đều có uh, Tem vitamin này à, Cái tem này của nó thì có con uh, còn, Có con uh, bị uh, chóc chóc ra Anh em thợ bóc đi để vệ sinh à, Đây là cái đầu vitamin M3 còn con top right thì nó cũng như nhau các bác nhá. Ruột gan của những dòng này thì nó là xịn của bay Vĩ tím là tất cả đều có chữ ký của kỹ sư này. À, bạn này của nó là đã đạt tiêu chuẩn loại A này, thấy không? À, đây là chữ ký của kỹ sư. Đấy, hộp sóng của nó thì một số dòng thì nó chạy hai hộp sóng, còn một loại này của nó là chạy một hộp sóng. Nhưng mà cái chân inox này của nó là nó không đóng lại các bác nhá, nó không bọc kín lại. Thì nếu mà bọc kín thì các bác nhìn thấy một hộp sóng to. Còn con này của nó các bác nhìn thấy bên trong thì các bác lại bảo là hộp một hộp sóng nhỏ không phải. Đây là những cái gì mà những cái dòng micro bio, à, nó luôn luôn mang đến cho các bác sự trải nghiệm là tiếng hay, sóng sánh của nó là thuộc phân khúc gia đình và phòng hát cực kỳ là ổn định. Phía sau của nó có hệ thống com tinh trình để tăng giảm độ nhạy này. Có cả rắc ca nông này, có cả rắc 6 ly này, anten đầy đủ luôn. Và tất cả các bác ai là những người đã từng biết về dòng micro này rồi thì các bác yên tâm rằng là tiếng không hay xin phép cho các bác quay đầu, đấy không cần phải nhận hàng làm gì, nó mất công ra, đúng không? Tất cả cô neo zin hết các bác nhá. Và ở đây thì đối với những cái bộ mà đẹp xuất sắc như thế này các bác này, đấy, tay chân zin các bác nhá. Em đang để cho các bác với giá cực kỳ tốt, đấy, đẹp mút chỉ, đầu thu đẹp, đấy, em để cho các bác với giá chỉ có. 1 triệu 600 000 đồng một bộ thôi Đấy, Tất cả bản của nó là bản cool neo cao cấp 1 triệu 6 đầy đủ nguồn dây 6 ly Chống lăn tất chút chip đều có Và đối với cái bộ nâng cấp Đấy, độ vỏ lên cái này Thì các bác thêm cho em Hiền 100 nghìn Là 1 triệu 700 000 đồng Anh em ai chốt bộ micro này thì quá đã Đấy, Và em Hiền có một bộ À, trong quá trình vận chuyển thì nó thiếu mất một tay các bác ạ Em để cho các bác với giá 900.000 đồng một tay Đấy, anh em ai lấy thì các bác có thể chốt cho em Hiền. Đấy, hàng này không xị này, hàng này không ngon, em xin phép hoàn tiền 100%. Tất cả các bác ai chốt đơn xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0936554566. Đấy, có hai số điện thoại của nhân viên thì mấy ngày hôm nay các bạn ấy có công việc cho nên các bạn không nghe máy được. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Hiền là người sẽ giải quyết và chốt đơn trực tiếp cho tất cả các bạn nhé. Đấy, 0936554566. Số điện thoại này có cả Zalo. Thật sự lô này quá đẹp các bạn, tiếng quá hay. Anh em ai thích bộ micro này? Đấy, với giá bộ này là 1 triệu 7. Bộ tay zin nguyên bản là 1 triệu 600 nghìn đồng, bao ship. Anh em ai chốt đơn xin vui vâng lòng liên hệ trực tiếp qua cho em Hiền nhá Xin chào tất cả các bác.